Rồi đề nè, cho cái phương trình bậc 2 x bình nè, trừ 2m cộng 1 nè, x cộng 8m trừ 1 bằng 0 nè. Câu A nè, chứng minh phương trình đã cho có nghiệm nha các bạn, với mọi m. Thì để giải quyết câu này các bạn làm bình thường giống như giải phương trình bậc 2 thôi. Các bạn viết đề đề nè, giải y chang giống như phương trình bậc 2 m trừ 1. Thứ nhất các bạn phải xác định A nè, B nè và C nè. A bằng 1 nè, B bằng trừ 2 m cộng 1 nè, C là 8 m trừ 1 nè, được chưa? Và các bạn cố gắng khi gặp bài toán mà có chứa tham số m, các bạn nên tính delta phẩy, được chưa? Nếu có thể vậy mình tính b phẩy bằng b chia chia 2 bằng trừ m cộng 1, delta phẩy bằng b phẩy bình trừ a ac bằng b phẩy nè là trừ m cộng 1 tất cả bình trừ a nhân c, được chưa? Sau đó đây bình phương mất dấu trừ, vậy ra m cộng 1 tất cả bình trừ 8 nhân m trừ 1. Sau đó các bạn khai triển hằng đẳng thức ra giúp đỡ, đó là a bình cộng 2a ab cộng b bình phân phối vào trừ 8 m cộng 8 bằng m bình, viết lại nè, đây với đây còn lại là trừ 6 m, đây với đây ra được là cộng 9. Và các bạn nhìn vào đây thì các bạn thấy đây là hằng đẳng thức a bình trừ 2 nhân a nhân b cộng b bình, được chưa? Vậy sẽ bằng là a trừ b tất cả bình. Thì các bạn nhớ giúp đỡ, a bình luôn luôn lớn hơn bằng không, vậy hằng này là a bình lớn hơn bằng không với mọi m thì lớn bằng không thì đồng nghĩa phương trình có nghiệm với mọi m. Ok chưa ạ?